Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cô sang một bài mới, bài về nhẫn nữ. Nhẫn nữ thì nó có rất là nhiều dạng. Đây em giới thiệu đến với mọi người một số loại nhẫn nữ tạm thời là cơ bản để cho mình làm quen trước về cái cách làm, cách sắp xếp. Theo như bài của nhẫn nam, đó là mình luôn có những cái vẽ những cái đường kính ra và cái độ dày bên hông ra, và mình sắp xếp mọi thứ ở trên mặt, và mình sẽ tạo bên hông sau. Thì đối với những cái trường hợp nhẫn nữ này, ba cái hình trên này nó cũng kiểu như vậy, nó cũng sắp xếp những cái đường nét này, hay là những cái phần ổ hột này, những giải đá này, hay là cái phần xô trơn để đánh bóng này, phần hột ôm vào này, xoay tròn đều trên một cái trong phía trên một cái đường kính theo một cái ni nhất định nào đó. Về đấy là dạng cơ bản. Bắt đầu sẽ khó hơn một chút, đó là có thể là dạng mặt riêng, ghép mặt riêng và đai nhẫn riêng, ghép mặt riêng và đai nhẫn riêng này. Và đây là ghép một mặt nghiêng lệch hoàn toàn luôn, không không theo dạng cong ôm độ cao trên mặt của cái món đồ này xuống cái đường kính nhẫn phía trong này đều nhau, mà đây là nó sai lệch đi một chút này, nó khác này, mọi người sẽ có thể thấy được. Đấy là cái phần gọi là phần chỉ rế này, phần bắt thành từ phía trên cánh hoa xuống cái phần đai nhẫn phía dưới này để cố định nó lại này, cho nó chắc chắn lại này. Đó. Và một phần và một kiểu nhẫn nữa, đó là một cái dạng nhẫn mà nó không có liên kết ở giữa, nó không có liên kết mà nó tách rời nhau ra. Bước đầu tiên mình làm quen thì em sẽ giới thiệu những cái nhẫn này trước, và mình bắt tay làm vào ba cái nhẫn ở phía trên này. Ba cái nhẫn ở phía trên này mình sẽ đi từ dễ đến khó này, ra ngoài xuống dưới đây, cái này ra đây, này ra đây. Rồi, ok. Ở đây cái mình cần quan tâm là cái đầu tiên đây, mình sẽ bỏ những cái hình này vào đây, xóa đi. Vậy thì đối với cái kiểu nhẫn như này chẳng hạn, một cái kiểu nhẫn như này, cái mình cần quan tâm đầu tiên mình nhìn mình đánh giá này, một dạng nhẫn nhẫn tròn có cái độ cao mặt của nhẫn này cao hơn phía bên hông và phía dưới này một chút này, được ghép lại từ ổ hột này, ổ hột và miếng rải đá này, rải đá âm mặt này. Sau đó sẽ cắt hết phần dưới đi sao cho nó tròn lại theo một cái đường kính nào đó, theo một cái đường kính nào mà mình đang làm này, và kiểm tra những cái phần liên kết này lại cho nó chắc chắn lại với nhau rồi hoàn thiện nó. Ở đây chúng ta bắt đầu làm thì cũng giống như quá trình làm những cái bài nhẫn trước, mình sẽ luôn xoay cái hướng này, cái hướng nhìn của cái nhẫn, nếu mà mình nhìn thấy đường kính thì sẽ tương ứng với cái hình ở đây. Cái hình ở góc này cũng là thể hiện cái đường kính của nhẫn mặt front này. Vậy thì đối với những cái nhẫn nữ, đường kính bao nhiêu mình nên vẽ? Mình vẽ cái kích thước trung bình nó rơi vào khoảng là 17 hoặc là 16 rưỡi. 17 là nó tương đương với cái ni như bao nhiêu ta? Ni 14, 13, 14, 15 gì đó, tôi không nhớ chính xác lắm. Nhưng cái ni đó thì mình có thể là mình đo ni ra đường kính và ngược lại, nếu mà có sẵn những cái đầu ở đây thì mình sẽ có được cái con số nó chính xác hơn. Thường thường em sẽ vẽ 17, 17 hoặc là 17 rưỡi. Thì nếu mà xong quá trình mà mình làm những cái khâu tiếp theo thì cái món đồ này, cái nhẫn này của mình nó bị co lại một chút xíu, nó bị co lại cỡ khoảng một một ni đến một ni rưỡi,
nó bị co lại, là tương đương với một ly mình cứ tính trung bình là có khoảng 0,3, dao động một xíu, mình cứ tính trung bình là 0,3. Vậy thì mình vẽ 17 thì nó giật xuống 16 rưỡi là vừa. Mình sẽ vẽ một cái đường tròn đường kính 16 ra. 16 này. Và có sẵn hình ảnh của cái nhẫn ở đây rồi thì mình chỉ việc kéo lên. Kéo lên và mình đo tương ứng một chút. Mình đo tương ứng với cái đoạn này. Cái đoạn này như này. Và mình sẽ ướm vào. Phóng to nó lên. Đây là 16. Mình vẽ lại cái đường tròn đường kính 17 này. 17 này. Và đây mình sẽ phóng lớn lên. Rồi, 17 như này. Mình sẽ đặt vào đây. Rồi. Khi mà đặt vào đây như này rồi, cái mình cần quan tâm tiếp là tạm thời ẩn này đi. Mọi người thấy được rằng là mặc dù nó ở trên là phần ổ hột, nhưng ở dưới này thường thường thì sẽ luôn chừa lại một cái phần đai dưới. Đai dưới nhỏ hơn, nhỏ gọn vừa phải thôi. Kích thước ở đây đủ để mình đóng số hột hoặc là bắn ký hiệu của từng nhà. Mình sẽ chừa lại với khoảng này. Vậy thì cái độ dày ở đây, độ dày đây mình làm này. Nếu mà như mình làm đồ sàn hoặc là mình làm đồ gọi là đồ vàng 610 hay là đồ chợ thôi thì cái kích thước ở đây để khoảng 0,9. Nếu mà mình làm đồ sàn để cho nó dày dặn hơn thì có thể để một ly hai ở phía dưới này. Thì vậy thì ở đây cứ để một ly đi ha, một ly thông số vừa phải này. Ở đây mình sẽ offset cơ ra một ly này như này. Tiếp theo ở phía trên này, mình nhìn lại cái hình một chút ở trên này, đây là cái độ dày của phần ổ hột thôi, nó sẽ cao dần, dày dần lên. Mình chỉ cần để cái chỗ này là khoảng 1,6 hoặc là 1,8. Ở đây em để 1,8 đi như này, và mình sẽ xóa bỏ này đi. Bây giờ không có offset cơ, không có bật điểm, không có bật điểm đây, rồi lại chỉnh kéo lên như này nữa, chỉnh kéo lên giống như cái nhẫn nam nữa. Mà đây mình có cơ này rồi, mình chạy script một gel này, script một gel này, và chọn vô close close script này. Ok, thì nó tự khắc nó cho mình một cái surface như này. Mình chỉ cần lấy cái cơ ngoài này, xóa cái này đi là xong. Rồi là mình sẽ được một cái độ dày của đai nhẫn từ dưới lên trên, nó sẽ chạy đều 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 lên, không cần phải chỉnh nhiều. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai là bắt đầu mình dựa vào cái hình này, mình sẽ áng chừng xem cái viên đá này nó khoảng bao nhiêu. Cái viên đá này mình sẽ đo khoảng như này, nó cỡ khoảng 2,7 ly này, mình vẽ 2,5 ly chẳng hạn, 2,5 ly này. Viên này khoảng bao nhiêu? Viên này cũng vậy này. Đây thì viên này cũng vậy rồi. Tức là mình sẽ vẽ khoảng 2,5 ly hoặc 2,7 ly. 5 cái viên này đều nhau, chứ không thể ở dưới này to hơn ở trên được. Chỉ có ở trên to và dưới nhỏ dần thôi. Nhưng mà khi mà ướm vào đây, kích thước nó không có thu nhỏ về. Tức là mình áng chừng nó cho nó bằng nhau hết. Nó cho bằng nhau hết thì cái miếng này và những cái miếng này nó sẽ giống nhau, tức là nó là một miếng thôi, một kích thước thôi, một kích thước sắp xếp đều trên cái đường kính này, đều trên cái bề mặt nhẫn này, sao cho xuống bên đai này, và mình kết nối lại một phần đai dưới nữa là xong cái nhẫn này. Vậy thì ở đây có cái viên đá này và cái phần ổ hột này, mọi người sẽ thấy được rằng là nó hơi chéo xuống. Mọi lần mình làm ổ hột nó là nó thẳng chưa có làm chéo. Vậy thì bây giờ mình sẽ ôn lại cái phần làm ổ hột và chỉnh cái phần ổ hột này cho nó chéo, cho nó nghiêng nghiêng vào trong, chụm lại. Thứ hai nữa
là mình sẽ áng chừng, cái kích thước ở đây, một cái kích thước của cái phần rải đá này nó cỡ khoảng 4 ly 3, 4 ly 4 này đến 4 ly rưỡi này, và cái độ lớn của cái viên đá này, độ lớn của viên đá này 1 ly 8 này, 1 ly 7, à 1 ly 2 này. Cái bề ngang này, bề ngang thì nó bị chéo rồi, mình không có tính chính xác được. Vậy thì mình coi cái viên này là viên ly 7 đi, viên này viên ly 7, viên này viên ly 3 đi. Thì mình sẽ vẽ hai cái khối này trên mặt phẳng trước để xem nó sẽ như thế nào. Quay trở lại cái mặt phẳng bên này, quay trở lại cái mặt tốt, về mặt tốt đầu tiên là mình sẽ cứ ẩn như cái này đi cho nó dễ nhìn. Đầu tiên lấy cái viên đá ra, lấy một cái viên đá 2 ly rưỡi, rồi ok. Bây giờ sẽ làm phần ổ hột. Thì đối với cái phần ổ hột này, mình có thể mình đối viên 2 ly rưỡi này nó ở cái mức mà đủ lớn để làm cái ổ hột có chấu luôn, hoặc là mình muốn làm cái ổ hột riêng và chấu riêng cũng được. Vậy thì hai cái cách đây nó có khác gì nhau không, nó sẽ ra cái kết quả như thế nào, mình sẽ thử luôn. Ở đây vẫn cứ là lấy cho nó một cái cây độc trước, một cái cây độc 2 ly rưỡi, thì thông số để vẫn thông số giống thông số đá bình thường này là 10% này, 5% này, 105 này, và cái này 5% này, hình dáng như này. Ẩn nó đi, tiếp theo lên trên này chọn cái cây đục có chấu luôn, rồi chọn cái cây đục có chấu luôn. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây, vẫn chọn cái thứ năm này, cái thứ nhất, cái thứ hai, kích chuột phải vào đây chỉ dùng một reo thôi, là bước thứ hai này. Bước thứ ba mình bắt đầu quan tâm này, với cái độ lớn mặc định của nó này, độ lớn mặc định đang là 0,6. Trong cái trường hợp này mình làm phần ổ hột trên nhẫn, mà cái nhẫn ấy, thì nó sẽ được đem đi đánh bóng và chà nhám đánh bóng, thì mình cần phải cho nó cứng cáp hơn, nó phải vững chắc hơn cái bông. Vậy thì mình sẽ tăng cái phần của cái chấu lên, tăng lên khoảng 10% đi, là thành 0,66 này, 0,66 như này nha. Rồi bắt đầu là kéo cái phần chén này lên, kéo cái phần chén này lên. Bình thường là mình sẽ để nó ngắn ngắn gọn gọn như này thôi, tức là che đi cái phần đáy hộp là được rồi. Nhưng trong cái trường hợp mà khi mà đưa lên nhẫn ấy, thì cái phần dưới của phần hột này nó sẽ cần đi sâu vào cái đường kính phía trong, và dùng đến đâu thì cắt bỏ đến đó, thế nên là mình cứ cho nó dài hẳn ra. Ví dụ mình kéo đến đây và nó đang là trừ 1,12 này, vậy thì mình sẽ tăng cho nó thêm khoảng 0,6 đi, hoặc 0,7 đi, cho nó xuống khoảng 1,8 thôi, 1,8 như này, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết đâu, không ảnh hưởng gì hết. Cái phần nghiêng này, bây giờ mình sẽ tăng cái độ nghiêng lên, tăng độ nghiêng lên khoảng 10 này, 10 như này đi ha. Rồi cái độ ăn ngàm ở đây, trong trường hợp ổ hột này thì vẫn cũng để 0,3 thôi, 0,3. Xong bắt đầu mình sẽ bật cái cây độc lên để mà chỉnh cho cái đầu chấu này cái độ cao phù hợp, lên 0,1 này, 35 lên 45 này. Ok rồi, bắt đầu sang cái phần ô thứ hai, chọn vô cái R, chỉnh cái phần ổ hột phía dưới. Cái này bây giờ mình sẽ kéo lên, cái này bây giờ mình sẽ kéo lên che cỡ nửa viên đá đi, nửa viên đá này, nửa viên đá như này đó, và mình chỉnh lại cái độ dày này, không cần dày quá, chỉ để khoảng 0,5 hoặc 0,45 là được rồi. Đây để khoảng 0,45 thôi, như này. Chỉnh sang ô thứ ba này,
và kéo cho nó cái độ lớn để cho cái phần ổ hột này nó đi ra ngoài nửa cái chấu, kéo lên một chút xíu, thêm một chút xíu nữa, có thể nhập số vào đây 23 đi. Đó. Rồi, ok, rất lệnh. Thì đây là một kiểu, đây là một kiểu phẳng, ổ hột phẳng như này. Còn nếu mà mình thử cho nó khác đi một chút, thay đổi nó đi một chút chẳng hạn. Đây em sẽ copy cái này ra, copy cái này ra, đẩy ra ngoài, chỉnh cái này vào đây. Và mọi người sẽ thấy một cái mới, đó là vào phần style này. Trong cái phần style này nó cho mình mấy cái dạng của hột này, có thể nghiêng này, chấu ôm vào này, hay là hai reo, một reo trên một reo dưới này, hay là một reo trên và một miếng dưới lớn này, ngửa ra này, phẳng nhiều reo này, thì mình tùy. Bắt đầu mình sẽ thay đổi sang một cái dạng mới như này chẳng hạn. Mình lấy một cái chén mới thôi, xong bấm vào cái mũi tên màu xanh này. Mình chủ yếu ở đây mình muốn lấy là lấy cái phần ổ hột ở dưới này làm mới thôi. Ở đây mình sẽ vẫn chỉnh là 1,8 này. Rồi cái chấu này mọi người chọn về cái đầu tiên này, chọn nó cái tròn đầu tiên này đó. Và bây giờ mọi người sẽ chỉnh lại cái độ cao này một chút này, kiểm tra lại những cái thông số này, thông số này bị nhảy hết rồi, nó bị nhảy đi rồi. Thì mình sẽ chỉnh chỉnh lại cho nó một chút. Rồi mình qua bên này, chọn vô R để hạ cái độ cao đây xuống, hạ độ cao đây xuống được viên đá này, và kéo cái độ độ dày của nó mỏng lại này. Ok, sau đó mình sẽ bấm chuột phải rút lại. Thì ở đây sẽ ra một cái loại cái phần ổ hột mới. Cái phần ổ hột này giờ nó tròn hơn. Thực ra thì có rất là nhiều hình dáng mọi người có thể chọn ở đây, chọn trong đây, và nó sẽ hiện ra cái kết quả sao cho mình lựa cảm giác nó ưng ý và đúng, vào tùy từng trường hợp mà mình nên dùng cái nào. Thì đây là phần mở rộng của cái phần ổ hột này trong bài ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mà nó tròn tròn này, khi mà đưa lên hình nha, cắt thì nó sẽ không có được đẹp, không có hợp lý lắm. Nếu mà chỉ dùng như này không thì nó sẽ ổn hơn. Còn trong trường hợp này nó sẽ bị cắt nữa thì thôi mình cứ dùng những cái nguyên bản như này. Và ở đây mình sẽ đục đi, đục đi, rút lại, rút lại. Đẩy nó ra ngoài, đẩy ra. Quay trở lại, có phải mình đang cần vẽ cái miếng thứ hai, cái miếng hình nét này, lá lúa này. Và bây giờ nãy đo đá rồi, mình sẽ thấy được một viên đá 1 ly 7 này, một viên đá 1 ly 7 nằm cạnh viên đá 1 ly 3. Mình cứ bấm lệnh lấy đá đó và mô ra, mô cho nó một cái khoảng cách là 0,18 này, giống như mình làm rải đá thôi, giống như mình làm rải đá thôi. Và mình căn ở đây, mình xoay sang đây thì mình thấy được rằng là cái độ cao bề mặt nó giống nhau, nó không có gì khác biệt hết. Nên là mình cứ vẽ tiếp, lấy đối xứng sang như này. Vậy thì vẽ cái hình lá lúa ở đây để sao cho nó phù hợp với những cái viên đá này chẳng hạn. Thì mình sẽ dùng cái lệnh like, chọn bút size tâm không,
và căn một cái đường ở giữa đây đã, đây nó đây. Sau khi tạo ra được cái đường này rồi, mình sẽ review đi 4 điểm và bật điểm lên. Sau đó mọi người kéo lên, sau đó sẽ kéo sang một chút đó và sử dụng lệnh đối xứng sang đây. Mọi người có thể thấy được rằng là nó gần như là nó nằm trọn vẹn ở trong cái hình này rồi. Và cái hình này của mình nó hơi ốm, nó hơi bị dài, nó cần mập cái chiều này lên, thì mình chọn cả hai và mình kéo vào đây, có thể tăng thêm một chút nữa như này đó, để cho cái nét nó phù hợp lại này. Rồi khi mà đến đây rồi thì mình offset cơ vào. Mọi người sẽ sử dụng cái lệnh offset cơ, ví dụ 0.2 chẳng hạn. Cái trong 0.2 này để làm cái gì? Mình lại quay trở lại cái hình này. Mình thấy nó có một cái thành. Cái thành này là để trừ hao. Để trừ hao. Nếu mà mình trừ hao ở đây và mình giải đá âm mặt này xuống, âm mặt này xuống, thấp xuống. Ở đây tạo surface này nhé, để cho mọi người nhìn ra. Nếu mà giải trực tiếp âm mặt, ở đây sử dụng lệnh extrude surface này, tạo thành một cái khối như này đi chẳng hạn, và hạ cái này xuống như này, mọi người sẽ thấy rằng là cái viên đá nó sẽ bị cấn vào thành này, nó cấn vào thành như này, nó không ổn, nó dễ bị vỡ đá này. Và chưa kể là cái thành trừ hao bên ngoài biên, bên ngoài nhẫn này 0.2 là hơi ít, nên là mình sẽ thay đổi tiếp, đó là trừ hao thêm nó sẽ là thành khoảng 0.3, và cái đoạn phía trong này không có đá, nó sẽ không có bị âm thành như này nữa, để cho nó rộng rãi, nó an toàn cho cái viên đá. Back trở lại này, có thể mình sẽ kéo nữa này ra, xóa này đi, roi này lại kéo lớn ra, offset cơ vào 0.2 vào và 0.1 ra. Đây thì cái đoạn này là 0.3 này, cái thành này không chạm này. Nhưng mà khi làm ra đến đây rồi, bây giờ mình lại thấy là một cái vấn đề này, offset lại 0.3 này, là cái khoảng trống ở đây nhiều quá, cái khoảng trống ở đây nhiều quá. Vậy thì cái hình này hay là cái viên đá này mình cho to nữa được không? Mình cho to lên 2 ly đi, đó 2 ly, và mình mu này ra, mu lại 0.18 này, lớn cái này ra, lớn cái này ra, offset cơ lại này 0.3. Bây giờ cái khoảng trống này nó sẽ nhỏ hơn rồi, nhìn thấy nó sẽ gọn gàng hơn. Đây nhìn này, bây giờ mình sẽ dừng ở đây, tức là mình chọn cái hình dáng này, mình tạm thời mình chọn cái hình dáng này để mà mình sẽ làm tiếp, mình lên khối rồi đưa lên nhẫn coi sao. Bây giờ mình cứ tạo một cái surface. Rồi. Những cái viên đá này mô lên 0.15 độ cao mặt này. Nhưng mà viên 2 ly này thì mình sẽ tăng thêm cho nó 0.1 nữa, tức là độ cao mặt của nó là 0.25. Rồi. Ok. Cái này mình sẽ offset tạo khối. Offset tạo khối này. Khoảng cứ 1 ly đi. Cứ để 1 ly đi ha. Rồi, group lại. Bây giờ mình sẽ có hai cái này rồi. Mình muốn đưa lên cái nhẫn. Đưa lên cái nhẫn này. Và mình sắp xếp. Mình sắp xếp ở đây. Nó sát lại này, cái chấu là theo hướng nhọn này. Mình xoay giữ shift.
thì nó sẽ xoay được 45 độ này. Cái này sẽ mô lên cao lên này, mô cao lên này, mô vào một chút để cho liên kết được nhiều hơn này, liên kết được nhiều hơn này. Rồi mọi người thấy được ở trên hình là 5 cái ổ hột và 1 2 3 4 5 6 6 cái miếng, 6 miếng giả đá, 5 cái ổ hột và 6 miếng giả đá. Nếu mà để đưa lên cái đường cong này thì mình cứ tạo ra đi ha, mình cứ tạo ra 5 miếng, 5 cái ổ hột này và 6 cái miếng giả đá này. Cái phần ổ hột này, phần giả đá này sẽ lấy đối xứng sang đây này. Rồi đây mình lấy đối xứng mirror qua tâm không này. Tiếp tục mình lấy đối xứng qua điểm mid ở đây này. Và thêm một lượt nữa ở đây. Cái này mình sẽ lấy đối xứng qua đây. Rồi. Khi mà lấy đối xứng này xong rồi thì mọi người sẽ chọn cái tâm của cái viên đá này và mua nó về không. Mua nó về không, rồi đẩy nó ra. Rồi đẩy nó lên như này. Đây. Đây là mình sẽ ướm hết nó ra, đưa nó giống như hình mình hình dung là mình trải trải những cái phần ổ hột vào cái miếng giải đá này từ cái nhẫn này phẳng ra. Vậy thì mình sẽ tính cái bài đưa ngược lại, từ phẳng này đưa lên cái đường kính ngoài này, cái bề mặt nhẫn này. Một là mọi người sẽ tạo surface, mọi người sẽ chút tạo surface ở đây, chút tạo surface này khoảng như này. Đây, cái đường đứt nó ở trên. Trong cái trường hợp này, cái đường đứt của cái sợi cơ tạo surface này nó nằm ở trên như này. Và mình đưa hột lên hay là mình đưa cái miếng này lên, nó sẽ bị vướng. Nếu mà mình trải nó ra, mình trải nó ra thì nó sẽ bị vướng ở đây. Nên mình muốn chuyển cái đường đứt này, chuyển cái đường đứt này xuống dưới này. Mọi người sẽ sử dụng cái lệnh space sim này. Cái lệnh space sim này nó chỉ áp dụng cho cái surface này. Cái surface mà tạo từ sợi cơ kín hoặc là cái surface này kín gắn mép lại được với nhau. Nếu mà bị hở, nếu mà bị hở hoặc mình không chọn được ấy, thì mình hiểu là cái surface này nó không kín, nó không có lấy được, nó không thay đổi cái đường này được. Mình sẽ nên tạo lại, làm lại cái sợi cơ này, rồi bắt đầu mình sẽ tạo surface và chuyển nó đi. Khi mà tạo surface rồi, mọi người sẽ nhớ đến cái lệnh, đó là lệnh trải nó ra. Cơ UV này, đây, red UV cơ này, để trải cái surface này ra. Trải ra thì nó sẽ được đây. Và mọi người sẽ sử dụng lệnh GV Center Object này để đưa cho nó về tâm. Vì cái này mình cũng đưa về tâm mà, sau đó đẩy lên đây thôi, đẩy lên như này, tạo surface này, tạo surface đó. Khi mà lên đến đây rồi, trước khi mọi người đưa lên thì mọi người xóa cái bên này đã và lấy đối xứng lại, lấy đối xứng lại. Vừa mình di chuyển nó đi rồi, vừa mình di chuyển mình thay đổi vị trí rồi. Nếu mà mình lát mà mình cần nó chạy theo nhau thì nó sẽ không thay đổi nữa. Cho nên mình cần tạo lại. Bây giờ chọn tất cả những cái chọn tất cả những cái này. Mình sẽ sử dụng cái lệnh đây, long along space này, chọn vào cái cạnh đứt phía dưới này, sau đó chọn vào cái cạnh đứt phía dưới này,
thì nó sẽ đưa những cái ổ hột và cái miếng giải đá này từ mặt phẳng lên mặt cong. Trong trường hợp này nó bị chọn ngược rồi, back trở lại này, bấm chọn lại vào đây. Bây giờ mình sẽ chọn sang bên này, nãy mình chọn bên này, bây giờ mình chọn bên này. Rồi, mọi người thấy được rằng là nó đã đưa lên, nó đã đưa lên từ mặt phẳng lên mặt cong. Nhưng mà mọi người có thấy cái điều gì không? Đó là từ mặt phẳng ở dưới thì nó đúng với cái lệnh mình tạo ra, nhưng mà khi đưa lên trên cái mặt cong này, nó giống như là mình cầm cái thước kẻ nhựa phẳng này, xong mình bẻ cong nó đi ấy, thì nó bị giãn, nó bị nứt ra, và cái khoảng cách này nó cũng bị xa nhau hơn, nó không còn giống như ở dưới nữa, nó không còn giống như ở dưới nữa. Vậy thì mình thay đổi như nào? Mình thay đổi như nào? Thì trước tiên là mình sẽ bỏ hết cái phần ổ hột ở đây đi, chỉ giữ lại đá thôi, chỉ giữ lại đá thôi. Như này, xóa đây đi, và ở dưới này có thể mình sẽ xóa nửa bên này luôn. Mình sẽ chọn cái phần ổ hột này, cũng unwrap nó ra, bỏ viên đá ra, chọn cái phần ổ hột này. Mình sẽ sử dụng cái lệnh orient, sử dụng cái lệnh đây orient 3 điểm, hoặc là mình sẽ copy trực tiếp, vì cái ổ hột dưới với cái ổ hột trên này nó cùng trục với nhau, nó chỉ khác về cái độ cao thôi. Ở đây mình sẽ copy luôn, mình copy, bấm lệnh copy này, thì mình chọn một cái vị trí nào, chọn cái vị trí nào mà mình dễ chọn, ví dụ như ở đây điểm N ở đây đi, mình sẽ đặt lên cái điểm N ở đây. Vậy là xong rồi, vậy là như này, gọn gàng. Thì đối với những cái thằng ổ hột này thì sao? Đối với những cái thằng ổ hột này thì bây giờ mình sẽ phải sử dụng cái lệnh orient 3 điểm, vì nó nghiêng này, nó nghiêng này, nó rơi vào cái mặt cong này, nó rơi vào cái mặt cong này. Mình chọn hay là mình copy nó không có còn chính xác nữa, không còn chính xác nữa. Ở đây mình chọn lại cái phần này, sau đó mình thực hiện cái lệnh orient 3 điểm và bấm chuột phải ở đây này. Trên này mình chọn copy là Z nhé. Đối với cái viên đá này mình nhặt ba cái đỉnh này chẳng hạn, trái này, phải này và chính giữa này. Thì đối với sang cái viên đá này mình cũng chọn nó trái này, phải này, chính giữa này. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ đúng vị trí. Làm đúng lệnh, chọn đúng điểm thì nó sẽ đúng vị trí. Ở viên đá dưới tương tự. Viên đá dưới tương tự. Mình có thể làm liên tục được luôn. Mình có thể làm liên tục được. Không có phải dứt lệnh ra và chọn lại như này nữa. Nên là mình chỉ cần chọn liên tiếp thôi. Chọn xong viên đá này thì mình sẽ chọn qua viên đá khác vẫn được. Đây là bị lệch rồi. Rồi. Đó, đây là chọn liên tiếp hai lần này. Xóa bỏ cái lệch đi. Ở đây. Đây là cái kết quả. Đây là cái kết quả của nó đưa ra. Vậy thì những cái ổ hột này ok rồi này. Thế còn cái miếng giải đá này. Cái miếng giải đá này nó đang bị giãn ra. Thì cái khoảng cách giữa các viên đá này nó cũng lớn lên. Mình có thể là mình sẽ giải lại cái viên đá này. Mình sẽ giải lại những cái viên đá này. Đây, unwrap ra. Unwrap ra hết đi. Chỉ giữ lại surface thôi. Nó xóa bỏ đi. Cái này, xóa đi, không cần nữa. Mình sẽ lấy cái sợi cơ ở giữa đây ra.
cái sợi cơ ở giữa này. X check không được này, X check không được, nhưng mà mình thấy được rằng là nó nằm ngang trục này. Vậy thì có thể mình căng thẳng cái sợi cơ từ điểm N này qua điểm N này. Sau đó sẽ chọn sợi cơ này. Chọn sợi cơ và pull lên cái surface này. Pull lên surface này. Ở đây. Bây giờ cái khối này, ba cái khối này nó sẽ giống nhau thôi. Nó giống nhau thôi. Chỉ là nó vị trí nó khác nhau và cái độ cao so với bề mặt của cái đai nhẫn này nó cũng khác nhau thôi. Mình sẽ offset cơ vào, offset cơ on surface này. Đây. Chọn hướng này. Off vào 0,3 này. Ở đây mình sẽ lấy đối xứng mirror qua bên kia này. Lấy surface ở đây ra. Extract surface này. Kéo xuống này. Chọn cơ này. Kéo xuống này. Đây mình sẽ dùng loại ống chim cắt bỏ hết phía ngoài này. Đây đi. Ok. Đẩy ngược cái surface này lại. Sau đó offset both side. Offset surface nha. Có đóng cối này, both side này. Vậy thì mình để âm mặt bao nhiêu? Mình để âm mặt bao nhiêu trong cái trường hợp này? Mình sẽ nhìn lại. Ở đây cái chấu nó không cao trên cái thành, cái chấu nó thấp hơn thành. Thì mình sẽ để cái chấu thấp hơn thành là 1. Vậy thì từ cái miếng giải đá, cái mặt giải đá ở dưới lên đến cái thành này khoảng cách bao nhiêu thì cái chấu này nó sẽ thấp hơn. Ở đây em sẽ đưa ra một con số, đó là 0.6 đi. 0.65. 0.65. Rồi, 0.65 như này. Đây mình không cần cái này nữa. Tạm thời mình ẩn nó đi này. Cái này bỏ luôn cái sợi cơ ngoài đi. À, sợi cơ ngoài này cũng cần để lại. Vậy thì nếu mà đục 0.65 với cái khối này thì nó hết mất rồi. Cái khối này nó hết rồi. Ở đây mình sẽ phá ra. Phá ra này. Giữ lại surface này. Phía trên. Tất cả cùng offset lại. Một con số là 2 đi. Bỏ both side này. Chưa đủ. Offset là 2 nhưng mà nó chưa đi ra khỏi cái đường kính trong này. Nó còn lớn hơn nữa. 2.5 đi. 2.5 này. Ok. Vậy thì khi offset ra như này. Nếu mà em dùng cái này cắt đi. Ở đây á, mọi người có thể sử dụng ít chút surface, xong rồi đóng khối, xong rồi chọn, xong rồi bấm lệnh đục. Mình sẽ đục nó đi. Như này. Thì nó sẽ theo cái đường kính. Theo cái đường kính ở trong. Hoặc là mọi người có thể dùng một cái lệnh nhanh hơn. Mọi người sẽ chọn cái sợi cơ trước và bấm vào GV Cutting Rail, Cutting Rail này. Enter này. Sau đó mọi người chọn vô cái khối này, khối này, khối này, bấm chuột phải. Đó, nó sẽ tự cắt thôi. Đây là cái lệnh mới dùng áp dụng với mấy cái làm nhẫn này. Cắt gọn cái đường kính phía trong. Và sau khi cắt xong rồi thì mình sẽ đục cái này đi. Đục khối. Đục khối đi. Tạm thời ẩn này đi ha. Rồi. Em để lại cái này để cho nó có cái đường ở giữa luôn. Vì khỏi còn lấy cơ này. Chọn khối. Bấm vô cái lệnh giải đá. Bây giờ sẽ dùng cái game on surface. Mình giải viên đá ở đây là 2 ly với độ cao mặt là 0,25. Ở đây nó sẽ không có cái điểm mid cho mình chọn rồi. Vậy thì vẫn phải ẩn ra đi, hoặc là mình copy một sợi này này, ẩn đi này, phép cái sợi đó ra này.
phun lại vào đây này và chọn cái này, bấm giải đá lại đây. Tiếp theo chọn lên trên này, chọn 1.2, 1.2 là 1.3, 1.3 này, độ cao mặt 0.15 này, và mình sẽ đặt ở đây, khoảng cách là giữa hai viên đá là 0.18 này. Thì khoảng cách đẹp giữa các viên đá mà mình vẫn nên làm đó là dao động từ khoảng 0.16 đến 0.2 là khoảng cách đẹp, tính cả cho những cái phần trừ hao. Nếu mà khi mà con món đồ nó có bị co rút nhiều quá thì nó vẫn cứ an toàn cho các viên đá, nó không có bị cấn mép lại với nhau gây vỡ đá. Mình sẽ để ở trong cái khoảng đó. Đối với những cái trường hợp mình làm gần nhau thì có thể tăng cái phần khoảng cách đấy lên. Đấy là với những cái trường hợp ổ hột nhỏ nhỏ với nhau thì mình cứ để bình thường, mà ổ hột lớn 2 ly 3 ly gì đó để liền nhau thì mình sẽ để khoảng 0.2 hoặc 0.3 gì đó, tùy tăng theo cái độ lớn của phần ổ hột. Nhưng mà ở đây mình sẽ vẫn cứ làm tiếp cái phần này cho nó trọn vẹn. Quay xuống dưới này, mình thử sử dụng cái lệnh Excel đào lòng, ví dụ là 0.6 đi ha. Một cái lệnh đào lòng 0.6 đối với cái trường hợp này có được không? Ở đây nó không có ghi fail này, trong trường hợp này thực hiện được cái lệnh này, đó, nó sẽ rất là gọn gàng, nhanh. Chọn vô phần cây đục. Khi mà giải đá chung như này, cùng trên một cái miếng này, mình sẽ cũng làm cây đục chung luôn, thông số chung luôn, chọn hết, khóa lại, chọn sang phần chấu. Mọi người sẽ nhớ lại giữa cái độ lớn của chấu của đá 2 ly, chấu của đá 2 ly với lại độ lớn của đá 1 ly 3. Ly 3 thì có phải là mình giải, mình làm chấu giống ly 25, ly 2 đúng không? Là độ lớn là 0.52 hoặc 50. Còn đá 2 ly thì mình sẽ để khoảng 0.58 hoặc 0.6. Bây giờ mình sẽ để ở giữa khoảng 55 đi. 55 này. Độ ăn ngàm ở đây. Mọi lần mình vẫn cứ để mặc định là 20, 25, 30 gì đó. Nhưng mà mình sẽ nhìn theo giữa cái đá lớn với cái đá nhỏ này. Bây giờ mình cần chuyên sâu nó hơn một chút. Đó, nếu mà để ăn ngàm nhiều, 25 đi, thì giống như là cái chấu lớn này nó chèn cái viên đá này nhiều quá. Cái chấu phù hợp với viên đá lớn nhưng mà nó lại quá lớn so với viên đá bé, nó chèn cái viên đá nhỏ này, nó cứng hơn này, có thể là dễ gây vỡ. Do đó trong cái trường hợp này mình sẽ xem xét lại, một là mình sẽ để cho nó cái độ ăn ngàm nó ít hơn, độ ăn ngàm ít hơn, bớt đi một chút, 20 hoặc là 15 này. 15 thì nó hơi ra ngoài xíu, thì mình sẽ để 20 như này. Kiểm tra lại những cái thông số dưới này, coi đã chỉnh đúng hết chưa. Sau đó sẽ chỉnh lại cái chiều cao. Chiều cao vẫn cứ ưu tiên cho thằng lớn, đủ được thằng lớn là sẽ đủ được thằng bé. Ok, đây là xong. Chấu trục ăn rút này, có thể mình sẽ chọn hết cái này luôn, nhập vô đây rồi ăn rút này ra, giữ lại cái phần này, giữ lại một cái chấu này, và từ cái chấu này mình sẽ chọn vào edit single point này, là chỉnh một cái chấu thôi, xoay lên đây, có giữ shift thì nó sẽ thẳng hướng này. Chấu phụ của viên đá nhỏ mình sẽ để khoảng 46, độ ăn ngàm đấy tăng lên 35 đi. Đó, để ta tách cái viên đá lớn thì tách cái chấu lớn ra một chút.
tách cái chấu lớn này, không có chạm vào cái chấu lớn này, đỡ bị nó đè vào. Chấu nó cho có một cái khoảng gọi là cái khoảng dao động nhỏ nhỏ xíu thì đá sẽ an toàn hơn. Chọn vô đây, chọn set game, chuyển sang đây và chỉnh nó vuông cái xuống, thẳng hướng xuống dưới. Vậy là xong. Chọn màu này, chọn màu chấu này, rút lại này, unlock ra cái đục này, chọn vào cái đục này, khóa, chọn vào cái đục, đục vào đây. Trong trường hợp này mình dùng chấu chung thôi, nếu mình dùng chấu riêng ở đây thì nó sẽ chạm vào thành này, nó chạm vào thành này giống như nó dính cứng rồi. Trong trường hợp chấu chung như này nó có thể nó ngả cái đầu ra một chút khi mình đưa đá vào, hoặc là ra kim loại nó có cái độ đàn hồi nhất định. Còn nếu mà để dính vào thành này thì nó sẽ cứng ngắc, à nó mất cái độ đàn hồi của cái chấu đi, lúc này viên đá nó rất dễ vỡ. Hay mình chọn những cái phương pháp mà nếu mà đã làm chấu riêng ngoài này thì cái thành nó phải lôi ra nữa, đảm bảo an toàn cho cái chấu và đá. Rồi mình sẽ làm cái phần cái đục lỗ hột này. Thì bây giờ là chọn hết này, chọn vào đây, giảm con này xuống trừ 10 và cái chân cái đục này mình để 55 này. Rồi coi nó có bị lệm thành không, nó không bị lệm thành. Ok, chân phải và đục vào đi. Xong, mình làm xong một miếng. Thế khi mà mình làm xong một cái miếng này thì liệu rằng là mình có copy được xuống không, hay là mình lại phải làm lần lượt từng cái một? Lúc ban đầu là mình đưa lên thì nó giống nhau đấy, nhưng mà nó bị biến dạng như này thì liệu nó còn đúng nữa không? Nó bị biến dạng theo cái đường kính, theo cái bề mặt nhẫn ở phía ngoài đấy, thì liệu giờ nó còn đúng nữa không? Thì mình cứ thử đi, mình sẽ có nghi ngờ, có câu hỏi thì mình sẽ thử, nếu mà nó đúng thì mình dùng luôn, nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ tiết kiệm được thời gian làm đi làm lại. Nếu mà nó không đúng thì mình phải làm thôi, hoặc là mình sẽ chọn cái cách nào đó làm sao cho nó chỉ có làm một cái này, cho nó tạo ra những cái bản sao nằm tại vị trí này thì nó sẽ nhanh hơn. Vậy thì dùng cái lệnh gì để đưa từ đây qua đây qua đây, giống như làm cái ổ hột lúc nãy thôi, vẫn dùng cái lệnh orient 3 điểm tích chuột phải. Bây giờ chọn những cái điểm nào mình thấy được rằng này, ở trên bề mặt, hay là nói đúng hơn là hai cái góc này, hai cái đường cơ này gần như không thay đổi. Phần dưới thì bị cắt theo cái đường kính trong rồi, thế nên là mình chỉ chọn ở phía trên bề mặt này thôi. Mình sẽ chọn thử end trên, end dưới và mid bên hông này, coi đi. Ở đây không, ở đây mid này, đó. Đến bên này, end trên, end dưới và mid chụp trái. Mọi người thấy nè, nó có sự lệch đi một chút xíu, rất là nhỏ thôi. Tiếp tục chọn xuống phía dưới này coi sao. End này và mid này. Ở đây nó sẽ lệch hơn, đây nó sẽ lệch hơn này. Nếu mà mọi người cảm thấy nó lệch nhiều quá do là những cái miếng này bị biến dạng rồi thì mình không nên dùng như này, mình không nên dùng như này, mình xóa đi, mình vẫn để những vị trí ở đây thôi. Mình sẽ đánh dấu những cái điểm này vào, mình sẽ đánh dấu vào, chấm cho nó mấy cái điểm này. Rồi sau đó mình sẽ có thể là mình sẽ chấm thêm những cái điểm này, xóa đi, xóa trực tiếp đi.
Mọi người thấy ở đây này, nó lệch ra này, cái điểm này nó bị lệch ra ngoài này. Đầu tiên là chọn hết tất cả này, chọn cả dưới này luôn, sẽ chỉnh vô cái Ali này, bấm vào cái Hoji Center này, chọn tâm không, bấm Enter này, thì nó sẽ về tất cả một hàng theo cái hướng ngang này, theo cái hướng ngang đi qua điểm không. Em làm lại nhé, và ý nghĩa này, chọn tất cả các điểm, sau đó mình sẽ bấm vào cái lệnh này, cái lệnh này tên nó là Hoji Center này. Nếu mà mình chọn hình nhé, đây hình nó ở đây, người thấy được cái sợi cơ màu đỏ đi ngang qua tâm của tất cả các vật thể, thì ở đây vật ở đây, hay nói chính xác nó có điểm ở đây thôi, thì cái đường màu đỏ này tức là cái đường đưa về, đưa chung về này, nó sẽ đi qua tất cả tâm điểm của này. Sau đó mình sẽ nhập vào, bấm vào đây, thì cái điểm đấy, cái đường đấy nó ở đâu, thì cái đường này mình cho nó đi qua tâm không, thì mình bấm không enter. Hoặc nếu mà mình có thể mình chọn được, mình chọn bất kỳ điểm ở đâu đó, thì cái sợi màu đỏ đó nó sẽ đi ngang và đi qua cái điểm mình chọn đó. Ở đây mình chọn là tâm không, thì nó sẽ thẳng hướng ở đây, thẳng với cái hướng này mình đang làm này. Rồi, vậy thì đưa như này, mình có cái hướng, có cái này, mình sẽ copy trực tiếp đây, mình dùng lệnh copy đặt từ đây, bật điểm lên, đặt qua đây. Sau đó mình chọn này, bấm lệnh xoay này, xoay nắm điểm này, xoay này, bắt điểm N ngoài cùng này và đưa nó xuống cái điểm này. Đó, đưa nó xuống cái điểm này, đây nó bắt lệch điểm rồi. Tiếp tục này, mình lại copy từ đây này, mình đặt ra đây, xong mình sẽ xoay từ đây, bắt điểm này và mình xoay ra đây. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hiện tất cả này, xem nó có bị chật hay là bị vấn đề gì không, hay nó có bị lệch lạc gì không. Mình thấy được rằng là ở đây nó chạm nhiều hơn một chút, đây ít hơn, đây ít, thì mình chỉ cần xoay cái này, bấm cái lệnh xoay tại tâm không, bấm xoay tại tâm không, xoay trả lên một chút xíu. Xoay trả lên một chút xíu, vậy là xong rồi. Vậy là xong. Chọn lệnh Cell Point này, mọi người sẽ bấm vô Cell P này, tên Cell Point, chọn tất cả các điểm này, xóa đi, xóa đi. Sẽ dùng cái lệnh GV Cut Ring Rail, chọn cái sợi cơ trước, bấm lệnh này, chọn khối, chọn khối này, bấm chuột phải này, đó nó sẽ cắt gọn đi. Bây giờ tiếp tục, đối với những cái ổ hột này thì sao, ổ hột mình có để ở vị trí này không? Nếu so với cái hình người ta thì ổ hột mình cần hạ xuống một chút xíu, sẽ mu xuống ở đây, mình sẽ mu xuống, nhập số vào đây, không trừ 0.3 đi, rồi trừ 0.3. Vậy thì như cái này nó đâu có thẳng hướng với cái viên đá này đâu. Mình lại nhớ lại cái lệnh line, xong chọn normal, xong rồi chọn bề mặt viên đá, chọn vào cái điểm in này, kéo lên một cái này, tiếp tục bấm lệnh line, chọn normal, chọn bề mặt viên đá, chọn vô cái điểm in này giao nhau này. Đó, và ở đây mình sẽ mu trực tiếp xuống 0.3, tiếp tục cái này mu xuống 0.3, rồi bây giờ cái phần ổ hột này nó cần kéo dài ra, nó cần kéo dài xuống,
để mà nó giao vào cái đường kính này, rồi mình cắt nó đi xong. Mình cắt nó đi xong. Vậy thì bây giờ mình sẽ chỉnh kiểu gì? Một là mình sẽ quay trở lại mình làm cái phần ổ hột này, ăn rút ra. Ăn rút ra. Nhập lại cái cây đục này. Rồi. Lấy luôn cái ổ hột này, nhập vào đây. Nó ghi not found rồi, không thấy rồi. Vậy thì mình sẽ chọn lại cái viên đá này, nhập vào cái ổ hột này. Bấm OK này. Đây thì nó sẽ hiện ra như này. Sau đó mình sẽ kéo thẳng cái này xuống. Kéo thẳng này xuống. Đi qua một chút xíu luôn. Nhô qua một chút xíu. Và mình sẽ chỉnh lại sang cái phần bên này. Chỉnh lại cái phần ổ hột. Đó là kéo nó lên. Kéo nó lên nửa viên đá bằng cái cũ. Kéo lên bằng cái cũ này. Ok. Sau đó sẽ bấm chuột phải, dứt lệnh và xóa cái ổ hột màu vàng này đi. Ở đây mình sẽ bấm vô lệnh đục này. Rồi. Vẫn dùng chiêu cũ là mình rút hai cái này lại này. Rút cái này luôn. Nó mặt phẳng phẳng với nhau theo hướng một trục này, mình sẽ copy trực tiếp từ cái điểm N trên này, từ điểm N trên này mình sẽ copy qua điểm N này và mình sẽ copy qua điểm N này, chọn đây, bấm cái lệnh xoay này, chọn cái điểm N này, chọn sang điểm N này, xoay xuống cái đầu chấu này, đó, vậy nó trùng y nguyên vào luôn. Tương tự chọn điểm N này, N này, xoay ra đây, N này là xong. Thay rất là nhanh, xóa cái cũ rồi đi. Sau đó sẽ chọn lệnh cắt khối này, chọn hết những cái phần nào mà nó giao vào trong cái nhẫn này, cắt phẳng hết. Và lấy đối xứng sang. Đến cái bước này rồi, mình chỉ còn làm một cái đai nữa. Làm một cái đai liên kết nó lại. Làm một cái đai liên kết nó lại. Mình thấy được rằng là nó nối tiếp vào cái phần đầu nhọn này thì nó nhỏ này. Nó nhỏ rồi bắt đầu nó sẽ to ra bằng bằng ở giữa này. Vậy thì ở đây mình có cái cơ này rồi. Mình có cái cơ này, mình sẽ cắt nó đi, mình sẽ bấm vô cái lệnh cắt này, bấm vô cái lệnh cắt, chọn luôn trực tiếp hai cái khối này, cắt hết, chỉ giữ lại một cái đoạn nhỏ ngắn này thôi, và một cái đoạn nhỏ ngắn này, mình thấy cái hình này, nó chỉ thấp hơn cái phần ổ hột này một chút thôi, có thể mình sẽ kéo dài ra, mình kéo thẳng sang ngang này, để cho nó giảm cái độ cao chênh lệch giữa cái khối đai này và cái khối này. Mình lại cắt tiếp này, đó, và ở đây có cái sợi cơ, mình sẽ sử dụng cái lệnh ít chút với độ lớn ở đây là một, độ lớn là một, nhưng mà khi mà ít chút sang hai hướng thì nó sẽ là hai, hoặc là mình sẽ cho nó lớn bằng luôn với cái miếng giải đá này như này. Được rồi, và mỗi bên này mình sẽ extend space ra, extend space ra khoảng 0.5 được ạ. Rồi mỗi bên mình sẽ kéo dài ra 0.5, sau đó cái này mình sẽ review đó, mình sẽ review nó khoảng 12 điểm, 10 điểm đi, 10 điểm này, đây là 2 này, đây là 1 này. Ok, rồi khi mà bật điểm lên như này, khi mà bật điểm lên như này 10 hơi nhiều, người sẽ review lại khoảng 9 điểm thôi, bật điểm
chọn chọn cái hàng điểm ở đầu này và bên này, sau đó mọi người sẽ kéo trực tiếp vào, kéo trực tiếp vào đó để nó cho nó chụm lại như này, cho nó chụm lại giống như là nó sẽ nối tiếp nét lớn về nhỏ rồi lại lớn rồi lại nhỏ ra lớn, nó sẽ hài hòa hơn. Và khi mà cái này kéo vào rồi thì nhìn cái đầu nó hơi thô một chút thì mình sẽ chỉnh thêm, mình sẽ kéo cái này cùng luôn thêm một chút xíu nữa. Rồi ok, mình sẽ để như này. Cái đai dưới sẽ chút tạo surface sang ngang như này. Phần đai ngoài sử dụng đúc border và phun sợi cơ đó vào cái surface đường kính phía trong, trim bỏ cái phần dư đi, chỉ giữ lại cái miếng này thôi. Hai cái này mình sẽ tạo khối, tạo khối này sử dụng đúc border này, chạy sweep hai gel này, ok này, join lại này. Tối màu này. Group lại. Đây. Và nếu mà làm về cái cách làm trong cái trường hợp này là mình sẽ làm như vậy. Nó sẽ hơi khác một chút với những cái mà mình đã biết. Bây giờ mình sẽ là ướm lên, ướm ổ hột, ướm miếng giải đá đưa lên và từ những cái phần đó chắp ghép lại với nhau, gắn với một cái đai nữa để tạo thành một cái nhẫn. Cái mình cần kiểm tra sau khi mà mình làm đến đây á, sau khi mình làm đến đây đó là mình sẽ coi là những cái phần giao nhau này liệu nó có đủ chắc chắn không, nó có giao nhau được nhiều không để mà giữ cái nhẫn này. Vậy thì cái độ lớn ở đây, cái chấu mình đã biết được rồi, nó là 0.6 mấy, 0.66, 0.66. Và cái phần giao nhau này, giao nhau gần như là nó bằng cái chấu này. Tức là phần giao nhau ở đây, hay nói một cách khác đó là cái phần liên kết ở đây, hay là cái thanh liên kết ở đây, nó nằm trong khoảng 0.66 đến 0.7. Nó giống như là cái kích thước cái thanh liên kết mà bữa em có nói một lần rồi. Mình liên kết những cái món đồ hoặc từng phần với nhau thì cái độ lớn liên kết đó khoảng nó đảm bảo cho khoảng 0.6 mấy đến 0.7, 0.8 một cạnh, cạnh còn lại là khoảng 0.6 là sẽ đủ liên kết chắc chắn lại được. Và thì ở đây nó đảm bảo đúng cái yêu cầu đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình sẽ xem lại hết kể cả những cái phần ổ hột này với miếng giải đá này hay là cái phần đai này, thấy nó gắn kết lại được hết với nhau rồi, nó sẽ tròn theo các đường kính rồi. Một cái điểm mình quay lại mình nhắc lại giống như cái nhẫn nam thôi hay là những cái món đồ khác, nó là sẽ luôn để cái tâm không là chính giữa cái món đồ, đừng để bị lệch đi thì mình sẽ khó chỉnh hay là sẽ khó sửa nếu mà mình cần sửa lại món đồ. Thế thôi, nó đơn giản, không có cái vấn đề gì mới ở đây hết. Mình sẽ rút cái này lại. À, mình sẽ chuyển qua cái nhẫn khác. Xóa đi. Rồi. Vậy thì với cái trường hợp đơn giản như thế, mọi người sẽ qua đây, qua với cái trường hợp nhẫn này. Nó khác cái kia một chút là cái này nó làm dày luôn, nó giống như là
Mọi người hình dung là array quanh tâm này, array quanh tâm nhẫn và cái độ dày của nó đều nhau hết, nó không cần chia là phần trên đai nhẫn thì dày hơn, phần dưới đai nhẫn thì mỏng hơn, nó không cần chia. Vậy thì cái này thì mọi người có thể áp dụng cái cách làm đấy. Cái cách làm giống cái nhẫn vừa rồi, mình có thể mình hoàn thành cái nhẫn này một cách đơn giản thôi. Thì ở đây mình làm thành cái miếng giải đá, mình chia chấu. Có thể mình sẽ trừ hao, mình không cần làm biên giống cái trường hợp kia, nhưng mà mình sẽ trừ hao cái thành mà cái miếng giải đá nó sẽ dư ra ngoài một chút xíu, 0.2, 0.3 gì đó, cho nó đảm bảo cho cái đường đá này nó được an toàn này. Cái miếng này, cái khoen giống như cái khoen lắp này, mọi người thấy nó tròn này, nó đầy đặn bên hông này, nó đầy đặn bên hông, và phần phía dưới đáy này, phần phía dưới đáy nó hơi phẳng này, tức là nó sẽ lượn cong đầy đặn phía ngoài này, lượn xuống phía đáy một chút rồi bắt đầu nó mới phẳng ra này. Vậy thì mọi người sẽ thể hiện cái hình vẽ của nó ở đây như thế nào. Đấy. Chú ý những cái điểm đấy thôi. Ở đây là nó không có cái phần lỗ hột này. Họ làm không có phần lỗ hột ở đây. Thì mình nên đục ra. Mình đừng để không có lỗ như này. Nó sẽ gặp một cái vấn đề là nó sẽ không có được sáng. Không có được sáng cái viên đá này đâu. Làm không sạch chứ đúc không khéo nó bị đỏ đỏ phía đáy cái viên đá này, nó bị đỏ đít hột này, món đồ nó sẽ mất giá trị đi. Đó. Cái trường hợp này sẽ là khó hơn về cách sắp xếp giữa đường cơ để tạo surface này ra hình dáng như này đã, và những cái đường nét này nó lại uốn lượn đan vào nhau, đan vào nhau như này kiểu gì đó, đấy là cũng là cái phần khó hơn. Bây giờ mình sẽ quay sang đây, mình sẽ làm quen với cũng là kiểu đan nhau nhưng mà đan nhau ít hơn, đan nhau ít hơn đã, rồi mình sẽ làm đến cái món đồ này. Thì đối với một cái nhẫn này,